chương trình học về các loại rau. Đấy. Nào, Long bắt đầu. Rằm. Thế còn cây này là cây gì? Thế cây này là cây gì? Tí tô. Rồi, cái nào đúng là Long phải cái bảo đúng chứ. Thế còn cây này là cây gì? Nào Long giới thiệu lại nhì cho em nào. Nì là cái rộng răm. Không làm cái rộng. Răm, cái từ răm nó phải rõ ràng, cái Đây cháu là là cái rõ ràng. rộng hố. Đây là cái húng cà. Hoặc là húng ơ. Tía tô này, bắt đầu này, giới thiệu lại cho Phương tự giới thiệu lại. dầu răm cái gì?